Hello, mình chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình cũng vừa hoàn thành xong ba cái con máy anh em. Thì hai con máy chống chuối và thả cái chai vàng chai trắng trên ruộng. Và một con máy 12 feet vừa bộ vừa thì nhỏ. Đánh tổng hợp ha. Thì để mình test cái con 20D chống chuối cho anh em xem ha, chống chuối và thả cái chai vàng chai trắng trên ruộng ha. Và cái máy này anh các anh em thả dưới kinh gạch nhỏ luôn được nha. Thì những cái đầu bơm đó cạn cạn đó thì các anh em thả luôn dẫn cái chai vàng chai trắng dẫn lên nha anh em, lên ok luôn nha. Rồi đây mình sẽ test cái máy cho anh em xem nha. Giờ cũng hướng dẫn ông anh ở bên Kiên Giang sử dụng luôn ha. Rồi đây mình cứ gạch mấy cái mức gạch ha, thì các anh em chỉnh thì các anh em như vậy ha. Thì mới xuống thì các anh em cứ chỉnh nhích lên thôi, nhích từ từ cho nó chậm lại. Thí dụ như cá chạy thì cá nó lên mà nó chạy thì các anh em chỉnh cho nó chậm lại ha. Nó chậm lại ha, nó thì chậm lại ha. Còn cá nó chìm thì các anh em dặn ngược lên cho nó nhanh lên nha, cho nó nhanh lên hơn xíu. Các anh em nhích từ 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 thôi nha. Và các anh em chỉnh dễ chỉnh lắm, chỉnh xíu là các anh em coi mặt cá lên đẹp là ok ha. Rồi thì các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ ha. Hai cây chống chuối và tả cái chai vàng chai trắng trên ruộng và một cây 12 feet 30 GBT ha. Rồi các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ ha.